xin à, chào tất cả các anh chị đã quay trở lại với kênh của Balance Investment Thì em là Thành Thì ngày hôm nay cái chương trình ngẫm và ngồi chứng khoán của chúng ta sẽ bước tới một cái chủ đề Đó là chúng ta sẽ tìm hiểu cái tư duy kinh điển đã, đã giúp các nhà đầu tư trở nên thành công Và có một cái công cuộc đầu tư luôn luôn thoải mái, an nhiên và có giá trị trị rất là cao thì các anh chị nếu mà chúng ta có theo dõi thị trường thì chúng ta chắc chắn cũng biết được một điều là thị trường chứng khoán thị trường tài chính hoặc là trong kinh doanh đây thì nó chuyển động rất là nhanh nó biến chuyển rất là nhanh ngày hôm trước tăng thì ngày hôm sau có thể giảm và sau ngày giảm đó thì có thể tăng trở lại nó biến chuyển luôn phiên và vận động rất nhanh thì đa số tất cả các nhà đầu tư chúng ta đã đều không theo kịp thị trường Vậy thì làm sao để mà chúng ta có thể theo kịp thị trường cũng như là chúng ta có thể đối phó được với tất cả những cái khó khăn mà thị trường mang lại, những cái ngoài tầm kiểm soát, những cái kịch bản xấu nó xảy ra đột ngột mà chúng ta không hề hay biết. Thì ngày hôm nay chúng ta sẽ nói về cái tư duy ngược là cái tư duy mà giúp cho các anh chị mình sẽ có được cái công cuộc đầu tư của mình rất là thành công và chúng ta luôn luôn có một cái tinh thần rất là thoải mái để mà chúng ta đầu tư thì cái tư duy ngược á nó cũng rất là đơn giản ví dụ như bình thường các anh chị mỗi khi mà chúng ta bước vào chúng ta đầu tư thì chúng ta thường suy nghĩ tới cái lợi nhuận mà chúng ta có thể kiếm được từ cái công cụ đầu tư này thì cái tư duy ngược nó sẽ giúp cho các anh chị luôn nghĩ về những cái tiêu cực những cái thất bại nếu cái thương vụ đầu tư đó nó không thành công và nó không đạt được cái mục tiêu của mình đạt ra thì do chúng ta luôn luôn là nhìn về những cái kịch bản xấu chúng ta luôn nhìn về những cái điều mà nó có thể xảy ra đột ngột dẫn tới là chúng ta có thể thất bại do đó chúng ta luôn có được những cái chiến lược làm sao để mà mỗi khi có những cái vấn đề nó xảy ra chúng ta lập tức dùng cái chiến lược đó và chúng ta áp dụng vào để mà chúng ta có thể nâng cao cái hiệu quả mỗi khi mà cái chuyện đột ngột nó xảy tới cũng như là khi mà chúng ta không đi theo đám đông chúng ta có tư duy ngược với đám đông thì chúng ta sẽ có thể là đi trước được và chúng ta sẽ tìm ra được những cái khoản lợi nhuận rất là, là lớn ví dụ như trong cái câu chuyện của Michael Burry trong cái phim mà nếu anh chị mình có xem đó là phim The Big Short là phim về bán khống thì cái ông Michael Burry này là một nhà đầu tư đã trở thành một nhà đầu tư huyền thoại thì vào cái thời điểm 2008 là thời điểm mà bất động sản À, bỏ bóng và bắt đầu là thị trường kinh tế của toàn thế giới bắt đầu là trao đảo đặc biệt là ở bên Mỹ thì trước đó cái ông Michael Berry này đã nhận ra được là các khoản nợ khổng lồ từ các khoản vay mua nhà thế chấp đang ngày một lớn lên trong giai đoạn bong bóng sản phát triển thì nếu các khoản nợ này mà ngày càng lớn thì sẽ tới lúc mà nó sẽ lộ ra và làm cho thị trường sợ hãi từ đó là sẽ nhiều người bán tháo và nghĩ tới điều này thì ông Montgomery bắt đầu là những cái đầu tư của trước đó đó là ông ta bắt đầu là chuyển hướng và chuyển sang bán khống Có nghĩa là sẽ bán trước sau đó là sẽ mua lại ở những cái vùng giá thấp hơn Thì đây là một trong những cái hình thức mà khi mà thị trường giảm giá mạnh đó, thì sẽ kiếm được rất là nhiều lợi nhuận Thì vào 2008 đó, trong lúc mà rất là nhiều người bắt đầu là sẽ ra tình trạng thua lỗ phải bán nhà bán cửa thì Michael ổng đã kiếm được một cái khoản lợi nhuận rất là lớn. Vậy thì do đâu mà có được cái khoản lợi nhuận lớn đó cũng như là tìm được những cái điều mà người ta không nhìn thấy. Đó chính là nhờ vào cái tư duy ngược của Michael Anh chị hữu tưởng tượng đi trong cái giai đoạn mà thị trường 2007 thì giá bất động sản tăng một cách chóng mặt nền kinh tế cho ra những con số rất là chỉnh chu rất là đẹp là nền kinh tế đang tăng trưởng rất là mạnh đó và chúng ta không nhìn ra được cái vấn đề là hiện tại đang có những cái rủi ro gì đó đang sẽ chuẩn bị xảy ra thì chúng ta gọi những cái rủi ro này khi xảy ra đó là thiên hạ đen nhưng những nhà đầu tư thiên tài như michael ri thì ông lại nhìn ra được trước và đã đoán được rằng sẽ có những cái vấn đề xảy ra do ông là người có cái tư duy ngược vậy có nghĩa là nếu mà chúng ta là những nhà đầu tư luôn có cái tư duy ngược và dự đoán được trước những cái kịch bản không những chúng ta thoải mái về việc là chúng ta sẽ có thể ứng phó được với mọi kịch bản của thị trường mà chúng ta còn tận dụng được cái tư duy ngược đó những kịch bản mà chúng ta tìm được những cái tư duy ngược đó để mà tìm được những khoản lợi nhuận khổng lồ như là ông Michael Burry điều thứ ba mà cái tư duy ngược này nó có thể mang lại cho các anh chị mình những cái kiến thức nó rất là sâu vì bản thân mỗi khi mà chúng ta nghĩ về những cái kịch bản mà nó ngoài cái mong đợi của chúng ta đó thì chúng ta đang đi tìm các cái vấn đề cũng như là tìm những cái chiến lược nó sẽ xảy ra ra sao và chúng ta sẽ xử lý được những cái lỗ hỏng trong những cái kế hoạch đầu tư cũng như là những cái kế hoạch kinh doanh do chúng ta đã xử lý hỏng hết các lỗ hỏng từ đó nó sẽ giúp cho chúng ta là nâng cao cái xác suất thành công của chúng ta rất là nhiều một phần nữa là như các anh chị cũng biết thì thị trường chứng khoán là nơi rất là đông đảo các nhà đầu tư nhưng mà thực chất những nhà đầu tư mà có thể tìm được lợi nhuận thì lại rất là ít vậy có nghĩa là nếu theo số đông thì có nghĩa là chúng ta tỷ lệ thành công rất thấp còn nếu chúng ta theo số ít thì tỷ lệ thành công của chúng ta rất là cao vậy nếu đã gọi là theo số ít rồi đó cũng là cái tư duy ngược có nghĩa chúng ta sẽ không đi theo đám đông mà chúng ta đi theo những nhà đầu tư ít hơn và những nhà đầu tư đó có khả năng là thành công cao hơn là chúng ta đi theo những cái đám đông. Và cái lợi ích cuối cùng của cái tư duy ngược này á, thì đối với em đây là cái lợi ích cao nhất cũng là cái lợi ích lớn nhất mà trong quá trình mà em tham gia đầu tư từ trước tới bây giờ thì các anh chị mình á, ví dụ như mình đầu tư đi thì cái cuối cùng mình nghĩ tới cũng là cái lợi nhuận thì mình có lợi nhuận rồi thì sao nữa thì có phải khi mà anh chị mình có lợi nhuận rồi thì chúng ta mới cảm thấy vui vẻ chúng ta cảm thấy hạnh phúc hay không vậy thì mỗi khi mà chúng ta thất bại chúng ta sẽ cảm thấy rất là buồn rất là chán rất là nản vậy thì nếu mà anh chị mình không thể nào mà luôn luôn thành công vậy thì chúng ta vẫn có thể sử dụng cái tư duy ngược này để mà mặc dù chúng ta thất bại nhưng mà chúng ta vẫn sẽ luôn là người vui vẻ và an nhiên thì trong cái quá trình mà em đầu tư cho tới tận bây giờ thì mỗi lần mà trước khi đầu tư vào một cái công ty nào đó thì thường xuyên sẽ đặt ra những cái vấn đề tiêu cực mà kịch bản tiêu cực có thể xảy ra ví dụ như là vừa mua vào cổ phiếu của công ty đó thì lập tức suy nghĩ là nếu mà mình mua buổi sáng hôm đó thì buổi chiều ngày hôm đó lỡ cổ phiếu giảm mạnh thì mình sẽ như thế nào và đặt luôn cho những cái ngày hôm sau là à, ngày hôm sau giảm thì như thế nào ngày tiếp theo giảm thì như thế nào để từ đó là em sẽ có được cái chiến lược cũng như là cái hành động để cho ngày hôm nay mình hành động như thế nào đó mình có phương án như thế nào đó để mà ứng phó với kịch bản xấu đó và do đã, em đã nghĩ ra trước cho nên là khi một cái chuyện nó xảy ra em sẽ không có bị sốc tinh thần không có bị mất niềm tin không có bị cảm xúc lớn áp mình mà lúc đó sẽ có cái lý trí nó sẽ xuất hiện và nó xử lý các vấn đề thì ở trong ngành chứng khoán cũng như là đầu tư hoặc là ở trong đời sống thì cũng vậy giống như là người xưa người ta nói là trong cuộc sống của mình thì có 10 phần thì hết 8 phần là sẽ không như ý của mình nhưng mà cái phần nào mà không như ý của mình mà chúng ta cũng không có dự đoán được trước để mà chúng ta ứng phó thì chúng ta sẽ bị 8 phần đó lúc nào nó cũng dẫn dắt chúng ta đi làm cho chúng ta bị cảm xúc không có được vui vẻ vì có mục đích đến cuối cùng của chúng ta khi mà chúng ta đầu tư hoặc làm một cái gì đó nếu mà chúng ta thành công thì chúng ta sẽ rất là vui vẻ còn nếu chúng ta không thành công thì chúng ta sẽ rất là buồn vậy thì cứ đơn giản là chúng ta cứ tiếp tục cái hành trình của mình bằng một cách vui vẻ và an nhiên nhất đó là chúng ta luôn suy nghĩ ra những cái điều mà xấu những cái kịch bản mà ngoài tầm nhìn của chúng ta càng nhiều càng tốt để chúng ta luôn có cái cảm xúc cái cảm giác mà kiểm soát được hết mọi tình huống từ đó là chúng ta suy nghĩ rất thoải mái chúng ta cứ an nhiên chúng ta cứ luôn vui vẻ để mà tham gia đầu tư thì có một cái chủ nghĩa mà em cảm thấy rất là hay và nó rất là phù hợp để mà anh chị mình có thể học được cái phần mà tư duy ngược này đó chính là chủ nghĩa khắc kỷ thì chủ nghĩa khắc kỷ sẽ rèn luyện cho chúng ta trở thành những người mà luôn tỉnh táo lúc nào cũng có thể bản lĩnh có bản lĩnh để mà đương đầu với tất cả mọi thứ bởi vì chủ nghĩa sắc kỷ trong những cái bài luyện tập về cái tinh thần của chúng ta đó sẽ có những bài tập liên quan tới việc là chúng ta chỉ cần ngồi chúng ta suy nghĩ là nếu mà ngày mai thất bại ngày, ngày mai chúng ta bị đuổi việc ngày mai chúng ta bị mất tài sản chúng ta mất nhà mất cửa ví dụ như vậy đi thì sẽ làm cho chúng ta suy nghĩ về những cái điều đó và chúng ta đau khổ ngay ngay cái lúc đó luôn nhưng mà từ cái đau khổ đó chúng ta, chúng ta sẽ suy nghĩ ra được cái phương án để mà chúng ta xử lý Chúng ta sẽ suy nghĩ là cái cách chúng ta hành động của nó như thế nào Và do chúng ta đã dự trù được hết những cái điều mà nó không may mắn xảy ra Cho nên lỡ mà chuyển chuyện nó xảy ra thật Thì chúng ta luôn luôn cảm thấy là mình có thể kiểm soát mọi thứ Một phần nữa khi mà chúng ta thực hành cái chủ nghĩa khắc kỷ này á Thì các anh chị do luôn nghĩ về những cái điều xấu những cái điều mà kịch bản ngoài mong muốn cho nên nó chúng ta lúc đó sẽ cảm thấy rất là quý trọng những gì mà chúng ta có hiện tại thành ra một khi mà chúng ta đã cảm thấy vui vẻ và hạnh phúc thì sẽ vui vẻ hạnh phúc hơn rất nhiều so với trước đó nếu mà chúng ta chưa biết về tư duy ngược cũng như là chủ nghĩa khắc kỷ và điều cuối cùng mà em muốn nói với các anh chị về tư duy ngược này á đó, đó chính là về việc là tư duy ngược sẽ giúp cho chúng ta luôn có thể có một cái hướng đi nó riêng biệt và nó không đi chung với lại nhóm đông đặc biệt là trên thị trường chứng khoán á, thì số đông sẽ là cái số mà khó có thể kiểm soát được thị trường thị trường rất là ít đi theo số đông ví dụ như anh chị mình sẽ thấy là nếu mà đa số chúng ta đánh giá là thị trường sẽ tăng điểm thì hầu hết là thị trường sẽ giảm điểm và nếu mà số đông đánh giá là cái công ty đó là cái công ty tiềm năng phát triển tốt thì hầu như là sau đó công ty đó sẽ là cái công ty mà gần như tất cả chúng ta sẽ không thể nào kiếm được lợi nhuận từ công ty đó hoặc là có thể thua lỗ bởi vì đợi khi mà số đông nhìn ra được là đó là cái công ty tiềm năng là công ty tốt thì mọi thứ có vẻ như là đã quá muộn và tư duy ngược sẽ giúp cho chúng ta luôn đi trước được đám đông và từ đó giúp cho chúng ta là có được những thành công cũng như là giá trị tinh thần cao nhất mỗi khi mà chúng ta làm bất cứ việc gì thông qua podcast lần này thì em mong là có thể góp thêm một phần những cái kiến thức những góc nhìn để cho anh chị mình có thể nâng cao hiệu quả đầu tư và giá trị tinh thần của mình xin chào và hẹn gặp lại các anh chị ở những số podcast sau